có những sinh vật nhỏ bé chỉ nhìn được dưới kính hiển vi nhưng lại mang một sức mạnh đáng sợ, có thể điều khiển tâm trí của kẻ khác. Tâm trí của chúng ta do chúng ta kiểm soát. Nhưng điều đó không đúng với loài rùa giẫm này. Bộ não của nó đã bị một sinh vật khác chiếm đoạt và sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Mọi chuyện bắt đầu khi con ruồi đi lang thang xung quanh, nhấm nháp trái cây chín. Nó vô tình tiếp xúc với một bầu tử nấm không nhìn thấy được. Thứ sau đó sẽ lây lan dưới da của nó. Trong một vài ngày, mọi thứ dường như bình thường. Nhưng bên trong, nấm đang phát triển, ăn chất béo của ruồi và xâm nhập vào tâm trí của nó. Vào lúc chặng vàng của ngày thứ tư hoặc thứ năm, con ruồi có chút bất thường. Đi lang thang xung quanh, nó leo lên một nơi cao. Các nhà khoa học gọi hành vi này là sự cưỡng ép. Sau đó, nó bắt đầu co giật. Nấm đã nắm quyền kiểm soát. Con ruồi thò miệng và phun ra một giọt nhỏ chất lỏng dính. Chất lỏng này dính chặt con ruồi vào đó, đặt dấu chấm hết cho số phận của nó. Vài phút sau, đôi cánh của nó dựng lên và nó chết. Bây giờ, nấm đã buộc con ruồi vào tư thế chết chóc này. Với đôi cánh dựng lên, không còn thứ gì cản trở bầu tử nấm phát tán. Những bầu tử siêu nhỏ này nổi lên và phóng to ra khỏi da ruồi. Hàng trăm bầu tử bắn ra với tốc độ cao, cuốn theo làn gió nếu con ruồi leo đủ cao. Chúng là thế hệ tiếp theo của nấm sát thủ. Quá trình này tiếp tục trong nhiều giờ. Các bầu tử bay ra ngoài. Những con ruồi này đã ở không đúng nơi và không đúng lúc. Nếu bầu tử nấm đậu trên cánh, nơi chúng không thể phát triển, chúng sẽ bắn ra một bầu tử thứ cấp để tăng cơ hội lây lan. Vậy nấm kiểm soát não bộ của ruồi bằng cách nào? Tại Harvard, các chuyên gia đã cố gắng tìm hiểu điều đó, cho rằng nấm tiết ra hóa chất để điều khiển tế bào thần kinh của ruồi và có thể kích thích tế bào khiến ruồi leo lên cao. Nhưng đừng lo lắng, nấm sát thủ sẽ không thể gây hại cho con người. Các nhà khoa học đã cố gắng khai thác sức mạnh của nó vì lợi ích của chúng ta để tiêu diệt ruồi trong nhà bếp và trang trại, nhưng họ không thành công. Các bầu tử nấm thực sự mỏng manh và tồn tại trong thời gian ngắn. Hóa ra, loài nấm sát thủ này chỉ làm những gì nó cần để tồn tại.